xe máy hơi nước. Xe đạp động cơ hơi nước năm 1902, nồi hơi cao 16 inch với đầu đốt không dỉ, có rãnh. Đây là lần chạy đầu tiên được quay tại Glenwood ở Lewistown, Pennsylvania. Yeah, I got that. Xe máy tuyệt vời với động cơ hơi nước. Xe máy được chế tạo bởi Goodyear vào năm 1869. Một máy như vậy đã được trình diễn tại các hội chợ và rạp xiếc ở miền Đông Hoa Kỳ vào năm 1867. Bản sao xe đạp hơi nước Roper năm 1896. Video được thực hiện tại nhà tác giả ở Úc. Xe đạp được làm hoàn toàn từ vật liệu thô, chỉ lốp xe và nan hoa được mua trên thị trường. Ha ha.
Xe đạp hơi nước Copeland là một chiếc xe cơ giới hai bánh chạy bằng hơi nước do Lucy Copeland sản xuất vào năm 1881 và đôi khi được xếp vào loại xe máy đời đầu năm 1884. Xe đạp của thành viên Shaka được trang bị động cơ hơi nước xi lanh đôi tại câu lạc bộ ô tô hơi nước của Mỹ từ năm 1958. Một chiếc xe máy vận tải Park được chế tạo lại được trang bị động cơ hơi nước Newham 5 sức ngựa.